Hay do không may mắn, ngay từ đầu tôi đã bị thám tử lừa danh để mắt tôi. Hoặc một lý do khác mà tôi biết, chính là vì tôi khá giống một người phụ nữ mà ông căm ghét. Hoàn toàn ngược lại là đằng khác. Chính vì cô quá giống một người mà tôi yêu thương, cho nên thâm tâm tôi rất mong thủ phạm không phải là cô. Sao mình sợ nó dữ vậy ta? Nó là con mình mà. Khi lúc thằng nhóc bé cháu lên xe, cháu cũng nhất quyết không chịu buông tay nó ra. Ngay cả ra mình cũng không tìm ra được, gọi là thám tử lừng danh gì chứ. Sau này cậu đừng có đi lung tung một mình nữa nha. Nếu không lần sau sẽ không tìm được mình nữa đâu. Mình không sợ. Hả? Cho dù mình có bị lạc ở đâu đi nữa, cậu cũng sẽ tìm được mình mà, đúng không? Gì chứ? Bởi vì CDG là thám tử lừng danh mà, không đúng sao? Kudo Shinichi thật đang ở đâu vậy? Chẳng lẽ chính là cậu sao? Đồ ngốc, chứ còn cái gì nữa? Đó chính là lý do tôi muốn cậu cải trang thành tôi đó. Lại phải cải trang thành cậu ta lần nữa sao? Hả? Không có gì, tôi sẽ giúp cậu thêm một lần này. Nhưng mà đừng có cản trở công việc của tôi nữa nha. Chuyện đó thì tôi không đảm bảo với cậu được, nhưng tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình. Hy sinh bản thân mình, tôi phải lấy hết lòng can đảm để trừng phạt tên khốn đó, trả thù cho ba. Anh thật sự đã sai rồi, Noboru à. Anh không thể làm vậy được. Can đảm là một từ rất đặc biệt, chỉ dành cho những người dám hy sinh vì chính nghĩa thôi. Tại sao anh lại có thể lấy nó làm nguyên nhân để sát hại một người khác được chứ? Sẽ không chết được đâu.
chỉ cần nhìn sơ qua cái cách mà cô ta cử động thì tôi biết ngay cô ta có mặc áo chống đạn rồi. Cùng lắm thì gãy vài cái xương sườn thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng tới tính mạng đâu. Giang tình là gì? Mây mù giăng đục khuya khuất lối đôi. Và thế giang tình là gì? Hôm hết thế giới là vì nàng, khiến anh luôn thầm thở thầm thở. Chính anh cũng bất ngờ bất ngờ. Mình không có đoán sai, cô ấy đã khám phá ra danh tính thật sự của cậu. Thời gian mà cậu che giấu thân phận thật sự với cô ấy càng lâu, chỉ làm cho cô ấy tổn thương. Cậu, tại sao cậu lại nói cho mình biết những điều này? Để làm gì? Mình biết, cậu có thể nhìn xuyên thấu bên trong trái tim của những kẻ xấu xa kia, nhưng không hiểu một tí gì về trái tim của phụ nữ hết. Trái tim của phụ nữ hả? Hình như cậu vẫn chưa nhận ra. Ngay từ lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, cậu có biết là mình đã yêu cậu rồi không? Khi các anh nhà trước mặt người khác. Nhớ lắm khúc sân khấu em còn một thời mong mơ, giờ đâu thấy cô bé nào ấy anh ôm sầu. Mặt đôi đều tiếc bước chân, khuyên ai vẫn lấy bóng phận anh chẳng. Lòng ta cứ đêm thâu trắng chỉ mong được gặp lại cô nhân một lần. Chỉ khóc vì đau, chỉ khóc vì sốc, chỉ khóc vì không còn ai. Hy sinh đánh đổi tất cả để đòi những từ những tình bàn tay. Đời khiến chị ác, đời khiến chị khác, đời trả chị sự cô đơn. Trước mặt bạn gái. Khi bước chân vào cuộc chơi, chả biết con ngán là con gì cả. Đây là sự khác nhau giữa gia đình người ta và gia đình tôi. Gia đình người ta. Gia đình tôi. Anh em ơi, phải em anh đi xin đôi khi em buồn mà sao.